Chào các bạn, bài 19 này chúng ta sẽ học về phương thức get ở trong Express. Thì trong việc làm việc với các thành phần như là REST API hay là form hay là website thì get và post luôn luôn là hai cái HTTP request, hai cái loại request được sử dụng nhiều nhất. Get thì là nó được sử dụng để gửi một lượng dữ liệu và giới hạn đưa lên server, bởi vì là toàn bộ dữ liệu nó sẽ gửi thông qua cái header hoặc là trên query, trong khi đó post thì nó sẽ gửi cái data trong request body, tức là trong thân của cái request. Thì các bạn sẽ nhìn thấy ở trong trình duyệt thì lúc nào một request nó có request header và request body. Thì bởi vì là post thì nó sẽ để trong body cho nên nó sẽ gửi được lượng dữ liệu lớn hơn. Ở trong Express thì có giúp các bạn có thể làm việc với hai cái giao thức này, hai cái verb này, hai phương thức này sử dụng cái instance của Express. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào demo của một cái ví dụ của get. Thì các bạn sẽ nhớ là get và post, khi nào dùng get và khi nào dùng post. Get là gửi một lượng dữ liệu mà nhỏ và giúp, ví dụ như là một cái query nào đấy, một cái query string ở trên URL, còn gửi nguyên một cả cái form lên thì các bạn phải dùng post thì nó mới đảm bảo cái việc nhất là dữ liệu của các bạn gửi được lớn, thứ hai là form post lên nó sẽ kín kẽ hơn. Chúng ta đi vào cái bài get.js. Thì ở đây chúng ta sẽ lấy cái bài response này. Chúng ta sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ xây dựng một cái index.html. Cái file này nó sẽ nhằm nhiệm vụ để chứa một cái form. Cái form này sẽ có một thể HTML, nó luôn là HTML lúc đầu này, body này. Sau đó bên trong chúng ta sẽ dựng một cái form. Cái form này sẽ có một cái method get. Đó. Ở đây chúng ta sẽ có first name, một cái input text, và nó tên, và có một cái name cho cái input này, đó là first name, đúng không? Các bạn nhớ là nếu mà kết thúc không có quả đóng thì sẽ như này. Đó. Thêm một thẻ PR để xuống dòng. Last name cũng một cái tag với name của nó là last name. Rồi, hai cái, và cuối cùng chúng ta sẽ cần một cái button và submit. Chúng ta submit cái form này, value là cái tag hiển thị ra, chúng ta cũng cần một cái, và cuối cùng đóng cái form lại. Và cái form này nó sẽ action, nên khi mà chúng ta submit thì submit đến đâu, chúng ta sẽ cần một thuộc tính action để chỉ ra cái đường dẫn. Thì ở đây chúng ta có thể là chỉ đến localhost 8000, đúng không, và trỏ đến cái thư mục là cái phương thức có tên là process get. Thì chúng ta sẽ định nghĩa ra cái đường link này ở trong cái get.js này. Chúng ta sẽ get, chỗ này bình thường chúng ta sẽ có đường link nó sẽ là localhost 8000. Bây giờ chúng ta sẽ muốn chọn đến process get thì chúng ta sẽ cần phải có đường link tương ứng ở đây. Và khi mà chúng ta get sử dụng xử lý rồi thì chúng ta sẽ có thể get cái request ở từ form lên thông qua cái đối tượng, cái thuộc tính query của request. Chúng ta sẽ có response bằng first name là request.query, lấy ra tập các cái query string, và chúng ta sẽ chọn đúng cái tên của thằng query string đấy. Last name request.query.lastname. Các bạn nhớ là tên của hai cái thằng này để trùng với tên của input.
thì mình ăn. Ở đây chúng ta build ra một cái đối tượng respawn. Sau khi build ra chúng ta sẽ console log nó ra. Và cuối cùng là chúng ta sẽ respawn cái, chúng ta sẽ end trả về cho trình duyệt một cái JSON. Chúng ta bạt ra kiểu string, string i-file. Đó. Control an f để format code, Control S. Ở đây nó đang watching cái response, chúng ta sẽ Control C và chúng ta chạy nút mon lại để cho nó ra express get.js. Đó. Chúng ta sẽ chạy. Không có gì đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ vào cái thư mục của nó bằng cách là các bạn vào Trivial Explorer. Vẫn chạy cái thư mục này bởi vì cái index HTML chúng ta chưa dùng cái cơ chế view nào cho nên nó không nhận được file HTML. Chúng ta sẽ là tru international và submit lên và sẽ ra được cái này và nó trỏ đến submit đến thằng localhost process get thì nó sẽ tự mapping vào cái đối tượng này. Đó. Mapping vào cái đường cái hàm xử lý process get này để chúng ta làm việc. Các bạn nhìn thấy là trong F12 này chúng ta nhìn thấy trong cái network chúng ta refresh này. Bạn nhìn thấy là nó sẽ có request header URL chỉ chọn đâu, status code trả về 200, ok. Request response header này, request header có những cái gì này, request parameter có những cái gì đó, thì response trả về cái gì đó, thì đấy là toàn bộ những cái thông tin request và response mà chúng ta có thể bắt được bằng cách sử dụng request.query và tên của cái query đấy. Thì khi post lên thì nó sẽ tự động build ra một cái chuỗi là có key và value, hai cái tham số nó sẽ va với nhau. Đều có nhiều tham số thì sẽ va. Thêm tham số và cái dấu cách rồi là dấu hỏi giữa cái tên đường dẫn và cái các tham số là dấu hỏi và cách nhau giữa các tham số là dấu va. Thì các bạn có thể thay đổi luôn ở trên này. Ví dụ ABC thì nó cũng sẽ request được ABC, không phụ thuộc cái form kia mà phụ thuộc cái đường dẫn này quét đi đến. Đó chính là cách xử lý get của chúng ta.